Quyên ngồi đàng hoàng coi. Rồi. Quyên ngồi xuống. Rồi. Đây nè. Chạy chừng chừng đụng chụng đụng mấy đứa ấy nha. Quên ngồi xuống. Dịnh lên. Quên ngồi xuống à. Quên dịnh nghe, dịnh đi. Rồi ngồi ngoan đi rồi, rồi, rồi đi. Chờ từ ha. Quay qua quẹo qua đi đừng có qua đó. À, qua luôn đi, qua luôn đi để chơi dưới luôn đi, qua luôn. Chạy thẳng đi là nào giờ quẹo quẹo cua vòng vòng đi thôi. Mày đứng đó đi, đứng một chỗ đi, mày theo tò vậy. Đứng đó mà điều khiển. Cười quá. Quánh chạy thẳng rồi đảng đi rồi quánh một vòng mà chóng mặt quá. Được chơi xe ô tô luôn, xe du lịch luôn. Mất chạy xe khác. Biết sao mẹ phải đi theo không? Bé nó không nhảy xuống. Ừ, quên nó dòm mẹ đâm đuối luôn rồi. Bởi mẹ không đi theo không được. Đó quên. Đó không cười cái mặt mẹ nghiêm trọng cho quên. Cái chân đụng em kìa.
cái chân đụng ra. Rồi còn 4 phút nữa trả xe. Lẹ quá Thư. Chạy chậm chậm thôi. Xe nó phải vậy đó mẹ ơi. Chạy chiếc này chiếc kia được. Chạy chậm gì hả? Chiếc này mạnh. Chiếc nào cũng vậy hết trơn á. Nó kẹp cái đồ lại cái gì á. Ngáp nữa bà. Bà chơi rồi bà ngáp nữa bà. Cười rồi, Nguyên nó cười rồi. Hé, vui á, vui á. Nguyên nó cười rồi. Đẩy phút rồi. Cười. Coi bà tí đi coi. Đó nó quay qua nó dập. Cười đi đây nó cười kìa. Đúng kìa. Chín phút rồi còn phút nữa. Cười, Nguyên nó cười kìa. Thái rồi. Quen rồi, đã quấy đầu vậy đó. Ừ. Rồi chạy ra đẳng luôn đi, gần 10 phút rồi. Chạy đẳng đi, 10 phút rồi. Không có kêu, tao tính tiền. Rồi tao đâu có ngu. Nguyên khùng à. Rồi em đẳng đi.
Dạ bị sốc quá rồi thật. Xe bị sốc. Xe bị sốc gì? Dạ bạn trả xe. Mẹ anh đi hấp vợ lố à.